Chào tất cả anh em, mình là Tào Độ. Hôm nay mình lên Vĩnh Yên độ cable two rotor full carbon cộng cổ lối silicon cho con Yamaha R6 màu vàng. Anh em ngắm tổng thể một chút đi. Mông to vãi chở rồi mà. Con này thì kim phun của nó đang có vấn đề nên là ga không đều em nhé. Đấy, em ngắm nhìn phần đầu này. Nói đạo luôn, cực đẹp anh em. Nước làm mát anh ạ, con này đang thừa nước làm mát một chút. Thừa nước. CGC phát bùm.